Alo. Hello các bạn. Chúng ta sẽ vào buổi học ngày hôm nay. Hello. Xin chào các bạn. Ok. Hello. Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ vào buổi học ngày hôm nay nha các bạn nha. Hello. Không biết là âm thanh, hình ảnh, ánh sáng nó ok chưa để con vào buổi học ngày hôm nay. Alo. Rồi, được rồi đúng không? Rồi, được rồi đấy. Chúng ta sẽ đi học. Đúng không ạ? Học những gì chúng ta để giúp chúng ta có thể nâng cao được cái văn phong của mình lên thì chúng ta học. À không phải là nâng cao văn phong, mà lý luận văn học thì nó sẽ thiên về cái việc là bạn gọi là cái kiến thức, chứ lại không thiên về việc gọi là diễn đạt. Đúng không? Đấy, thế nên là các bạn chú ý. Đó, cái này nó sẽ thiên về việc gọi là kiến thức. Bởi vì chúng ta phải hiểu đó, hiểu bản chất đã, thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta đi vào để chúng ta diễn đạt được. Bởi vì chúng ta không có kiến thức thì làm sao mà diễn đạt được, đúng không? Đúng không ạ? Rất nhiều khi kỳ cục là không có kiến thức thì làm sao mà diễn đạt được. Phải có kiến thức thì mới diễn đạt được chứ, đúng không? Rồi, ok ạ. Hôm nay có cái áo, cô có cái áo đẹp không? Trời ơi, nào chúng ta sẽ vào buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái nội dung, đó chính là nội dung và hình thức của một tác phẩm văn học. Tác phẩm văn học là phải có nội dung, nó chính là yếu tố gì ạ? Tác phẩm văn học nó là nó có yếu tố về nội dung, và để cái nội dung đấy được truyền tải đến bạn đọc ấy thì phải có hình thức. Thế nên người ta ví rằng một tác phẩm như một con thuyền. Đó, nội dung chính là để cho con thuyền, một tác phẩm văn học là một con thuyền. Để cho con thuyền ấy có thể bơi xa thì nó cần đến các bơi chèo, các mái chèo. Đấy, vậy có nghĩa là có nội dung và hình thức. Yeah. Nội dung của tác phẩm thì nó sẽ có bốn cái yếu tố sau để quyết định nội dung. Cái yếu tố thứ nhất đó chính là đề tài. Yếu tố thứ hai đó chính là chủ đề. Yếu tố thứ ba đó chính là tư tưởng. Và yếu tố thứ tư đó chính là cảm hứng nghệ thuật. Và để cái nội dung này này, để cái nội dung này có thể được truyền tải đến bạn đọc, để cho chúng ta lĩnh hội, để cho chúng ta thưởng thức, thì nó cần đến hình thức. Đó chính là hình thức nghệ thuật. Và hình thức nghệ thuật thì sẽ có các yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất là thể loại, yếu tố thứ hai là kết cấu, và yếu tố thứ ba là ngôn từ. Và khi mà các bạn đi thi ấy, người ta cũng có rất là nhiều những cái đề hỏi riêng về những cái này, là về chủ đề của văn học trước năm 1945, hoặc là chủ đề của văn học giai đoạn 40, 45, 75. Đấy, rồi chủ đề của văn học sau năm 1975. Thì tác phẩm nào nó cũng sẽ có chủ đề, nó có đề tài, có chủ đề, có tư tưởng, có cảm hứng nghệ thuật. Không một tác phẩm nào là không có bảy yếu tố này. Nếu như không có bảy yếu tố này thì không thể nào tạo nên được một tác phẩm văn học. Thế nhá. Và hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn, nội dung của bài học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn về bốn cái yếu tố này. Còn buổi sau cô sẽ hướng dẫn các bạn về bốn cái yếu tố sau đây. Thế nhá các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái nội dung thứ nhất, đó chính là đề tài của một tác phẩm. Các bạn hãy thử nhớ lại xem thế nào được gọi là đề tài. Các bạn trong đầu các bạn bây giờ hiện hữu những cái đề tài nào? Đề tài về người lính, đúng, chính xác. Đề tài về người nông dân, chính xác. Đề tài về gì ạ? Về người phụ nữ, chính xác ạ. Còn đề tài gì ạ? Đề tài về những người trí thức yêu nước. Đề tài về người trí thức tiểu tư sản, đúng không ạ? Rồi, chính xác, đó chính là những đề tài. Đúng không ạ? Và bạn nhớ cho cô cái khái niệm về đề tài như sau. Đề tài chính là phạm vi hiện thực đời sống được nhà văn nhận thức, khái quát và thể hiện trong tác phẩm của mình. Như chúng ta vừa kể đấy ạ. Có đề tài gì ạ? Có đề tài về người lính, có đề tài về người phụ nữ, có đề tài về người nông dân, có đề tài về người lao động, có đề tài về người trí thức. Đúng không ạ? Đúng không? Thì đấy được gọi là đề tài. Các bạn nhớ nhé, đề tài chính là phạm vi hiện thực đời sống. Cái chỗ này là cần phải giải thích để cho các bạn cần phải nhớ này. Ví dụ các bạn để ý cho cô, cần phải để ý này nhá, là phạm vi hiện thực đời sống. Nhớ, nó phải là phạm vi hiện thực đời sống. Phạm vi hiện thực đời sống. Nhớ nhá, không, cái này nhiều khi các bạn là
các bạn vào các bạn lý luận là coi như các bạn lý luận bị lệch pha đấy. Thứ nhất đó chính là phạm vi hiện thực đời sống có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây là đời sống. Đây là đời sống. Đúng không? Thì cái chủ đề, à cái đề tài, đúng không? Cái đề tài nó phải bám sát cuộc sống, không được tách rời. Cô ví dụ cho bạn là văn học trung đại chẳng hạn. Đấy. Hoặc là văn học vào văn học trước năm 1975. Các bạn nhớ giúp cô là về văn học trung đại là người ta thường hay viết về những tác phẩm như kiểu là văn sĩ tải đạo. Có đúng không ạ? Đấy, và văn học trung đại thì thường không viết nhiều về người phụ nữ. Bởi vì cái phạm vi hiện thực đời sống lúc đấy á. Các bạn để ý này. Bạn để ý cho cô những cái tác phẩm chương trình lớp 11 mà các bạn học. Ví dụ như là Lưu Biệt khi xuất dương. Đúng không ạ? Rồi những cái tác phẩm đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 20. Thì là người ta hầu hết là viết về chữ trí, viết về chữ đạo. Đấy, đều viết về những con người mà mang trong mình chí lớn. Đúng không ạ? Mang trong mình con người, mang trong mình cái tư tưởng lớn. Đó. Đó, làm trai phải lạ ở trên đời, há để càn khôn tự chuyển rời. Hoặc là bài Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão. Nghĩa là những cái tác phẩm văn học thời kỳ này là đang viết về gì ạ? Về chí làm trai. Chí làm trai ở đời. Và thiên về việc là văn sĩ tải đạo. Là gì ạ? Lấy văn để tải đạo, lấy văn để truyền đạo. Đúng không? Đó có gì ạ? Văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu. Các bạn sẽ thấy điều đấy rất rõ. Và các bạn sẽ thấy một điều đó chính là gì ạ? À, cái hiện thực của những đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19, cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các bạn thấy là hầu hết là đều viết về những về chữ trí. Đấy, đúng không ạ? Đều viết về cái gọi là tư tưởng lớn. Đấy, tư tưởng lớn. Đó, hầu như là không hề có bóng dáng của người nông dân. Các bạn thấy điều đấy rất rõ. Văn tế nghĩa sĩ cần ruộc này. Đúng không ạ? Là đều viết về trí này. Đều viết về tư tưởng lớn này. Đều viết về hào khí Đông Nga này. Đó, thì những cái tác phẩm văn học thời kỳ này nó là như thế. Đúng không ạ? Đó, nó là như thế. Và hiện thực lúc bấy giờ là người ta đề cao chữ trí. Và người ta đề cao những văn sĩ mà gì ạ? Dùng tư tưởng của mình để tải đạo, để truyền đạo. Thế là văn học thời kỳ đấy là hầu như là không có những cái tác phẩm viết về người phụ nữ, không có tác phẩm viết về người gọi là nông dân chân lấm tay bùn, không có viết về người lính. Đúng không ạ? Viết về người lính. Bởi vì thời kỳ đấy là đang trong cái giai đoạn lịch sử là bị gì ạ? Ừ? Đó, là gì ạ? Người ta đang nêu cao và đề cao cái chí làm trai. Đó, cứ những con người mà quyết gạt cái riêng của mình để có thể làm nên, để có thể lập nghiệp. Thì những cái tác phẩm thời kỳ đó, văn học thời kỳ đó, dã hội thời kỳ đó là người ta phải đề cao cái điều đấy. Nên là những cái chủ đề mà con người ta hướng tới á, thì không phải là chủ đề người lính, cũng không phải là chủ đề người lao động, cũng không phải là chủ đề người nông dân, mà người ta sẽ hướng đến chủ đề đó chính là gì ạ? À, đó chính là người ta sẽ hướng đến đề tài các bạn. Tí nữa cô sẽ nói bạn chủ đề sau. Người ta sẽ hướng đến đề tài về văn sĩ tải đạo, về chí lớn, về chí làm trai, rất nhiều thứ. Hoặc các bạn để ý cho cô những tác phẩm như sau. Các bạn để ý cho cô là về Chuyện Kiều của Đại thi Hào Nguyễn Du. Đúng không ạ? Chuyện Kiều của Đại thi Hào Nguyễn Du là Đại thi Hào Nguyễn Du là viết về số phận của người phụ nữ. Đúng không ạ? Đề tài nói về người phụ nữ. Và bạn để ý giúp cô là văn học thế kỷ 18 và 19 ấy không có đề tài về người phụ nữ. Đúng không ạ? Đề toàn là những đề tài nói về cái tôi phi ngã. Đúng không ạ? Toàn đề tài nói về chí làm trai, rồi đề tài nói về nam tử hán đại trượng phu, toàn là những đề tài nói về cái đấy thôi. Bởi sao ạ? Xã hội thời kỳ đấy họ đề cao những cái cuộc thi hương thi hội đủ kiểu. Đúng không ạ? Thì người ta đang viết về chí làm trai. Đúng không? Và văn học trung đại chỉ quan tâm đến cái gì thôi? Quan tâm đến đấng trượng phu, rồi quan tâm đến những con người gọi là quân tử, rồi những con người học đạo thánh hiền thôi. Cái văn học thời kỳ này cái đề tài của nó là chỉ hướng đến những con người như thế. Và xã hội thời kỳ đó người ta chỉ đề cao những con người như vậy.
thi hương, thi hội, thi đủ kiểu. Họ gì ạ? À? Họ học để thành tài. Có đúng không ạ? Rồi họ học để trở thành thánh hiền. Đấy, rồi đề cao những con người trượng phu, những con người gọi là chí lớn, những con người nghĩa khí. Đất đâu mà dành cho những người phụ nữ. Và họ coi là người phụ nữ lúc đấy là phải như nào ạ? À, phải nuôi chồng ăn học. Thế nên là để phản ánh cái chỗ này là Tú Tú Xương có một cái bài thơ rất hay đấy ạ. Thương vợ. Đấy, và có rất rất nhiều tác phẩm khác riêng đối với giai đoạn thế kỷ 18 và thế kỷ 19. Các bạn sẽ thấy là văn sĩ tải đạo này, rồi viết về đấng trượng phu này, viết về gọi là sách thánh hiền này, là viết về những con người như thế. Viết về những con người lắm chữ như thế. Không, chỉ viết về đề tài như vậy thôi, chứ không hề viết về đề tài người nông dân, không viết về đề tài người phụ nữ. Và các bạn thấy rằng là cái truyện ngắn của gọi là Nguyễn Dữ ấy, viết về chuyện người con gái Nam Xương ấy, là cái tác phẩm đầu tiên mà khởi nguồn để bênh vực cho người phụ nữ. Viết về nỗi đau của người phụ nữ trong cái xã hội đấy, là chồng là đi đi chồng là đi gọi là chồng là ra gọi là đi chiến chiến đấu, đúng không ạ? Để đi chiến đấu và ở nhà thì ra làm sao? Rồi có những cái oan ức như thế nào, là để họ đề cao cái việc của người người đàn ông, người con trai, người chồng. Chứ cái nỗi oan của Vũ Nương ấy đó, và người ta sẵn sàng vùi dập, không biết là người chồng không hề tìm hiểu là ngọn nguồn ra sao, chỉ biết là hôm đấy cái bóng của mình xuất hiện ở kia thì thằng con mới 4 tuổi nó biết cái gì, nó nói là bố nó kia kìa, lại cho rằng là người phụ nữ này gọi là ngoài luồng. Thế là bắt đầu là oan ức, rồi bắt đầu là gieo mình xuống tự vẫn. Thì đây chính là cái tác phẩm đầu tiên đánh dấu là người ta bênh vực cho người phụ nữ. Và có một khoảng thời gian là cái tác phẩm này được lên án rất nhiều vào cái thời đoạn đại đấy, vào cái văn học đấy. Bởi vì chỗ lúc này không có đề tài dành cho người phụ nữ, không có đất cho người phụ nữ để diễn. Người ta chỉ viết về đấng trượng phu, chỉ viết về gọi là tài đạo thôi. Rồi người ta viết về thánh hiền, rồi viết về những con người mà đề cao cái chí, đề cao cái đạo thôi. Còn những cái đề tài khác là không được quan tâm. Có đúng không ạ? Rồi các bạn để ý giúp cô là sang giai đoạn năm 1930, 1945 thì những tác phẩm văn này chủ yếu đề tài tập trung về những con người nhỏ bé. Có đúng không ạ? Về những con người thấp cổ bé họng, về những người, về người nông dân bị chà đạp, bị tha hóa như thế nào trước cái xã hội đấy. Nào là Chí Phèo của Nam Cao, rồi Lão Hạc, rồi Chi Dậu. Đấy, những cái tác phẩm như vậy. Mỗi một thời kỳ văn học, vậy nhớ cho cô này, đề tài nó chính là phạm vi hiện thực đời sống được nhà văn nhận thức, khái quát và thể hiện vào trong tác phẩm. Còn vai trò của đề tài là gì? Vai trò của đề tài là cơ sở để khái quát chủ đề, là cơ sở để xây dựng hình tượng, tính cách, nhân vật điển hình trong tác phẩm. Ví dụ cho bạn dễ này. Ví dụ nhá, từ cái đề tài về người phụ nữ. Đấy, từ cái đề tài, ví dụ như cô xét về giai đoạn năm 1930, 1945 chẳng hạn. Cái đề tài của nó là hướng về những con người nhỏ bé. Đúng không ạ? Đấy, đề tài của nó là hướng về những con người nhỏ bé. Đúng không ạ? Hướng về người nông dân. Đấy, hướng về người những con người bị tha hóa thì nó là cơ sở để khái quát chủ đề. Chủ đề đây đó chính là nói về vấn đề bị tha hóa. Lát nữa thì mình sẽ đến chủ đề sau. Và nó là cơ sở để xây dựng hình tượng và tính cách nhân vật điển hình. Ví dụ như về những con người nhỏ bé thì có hai đứa trẻ. Đấy, hai đứa trẻ lại là một kiểu hình tượng khác nhau. Đúng không ạ? Rồi viết về Chi Dậu. Đấy, cũng là một kiểu nhân vật khác nhau, một tính cách khác nhau. Rồi viết về Chí Phèo. Đúng không ạ? Đấy, viết về Chí Phèo, rồi viết về Lão Hạc thì mỗi một nhân vật sẽ có một cái tính cách khác nhau, hình tượng khác nhau được xuất hiện trong tác phẩm. Ví dụ đây là những đều là những con người nhỏ bé đúng không ạ? Đều là những con người bị tha hóa trước xã hội đúng không ạ? Đều là những cái con người mà bị chà đạp, bị áp bức, bị bóc lột. Đúng không? Đấy, nhưng để ý xem, mỗi người sẽ có một cái hình tượng khác nhau, mỗi người sẽ có một cái tính cách khác nhau. Đối với Liên và An ấy thì mơ hồ. Đối với những con người trong phố huyện ấy thì họ sẽ bị gì ạ? Họ bị cái nghèo, cái đói,
họ bị bóng tối khuất lấp dần, che lấp dần, tăm tối và mù mịt. Còn chị Dậu thì sao ạ? Chị Dậu thì mạnh mẽ kiên cường đó, nhưng cuối cùng thì cũng vẫn là gì ạ? Chị chạy ra ngoài trời, chợ bầu trời đen như cái tiền đồ của chị, là cũng vẫn tăm tối, đúng không ạ? Cũng vẫn gọi gì ạ? Cũng vẫn nghèo, cũng vẫn đói. Nó không có cái gì gọi là rực sáng, nó cũng không có cái gì gọi là tươi tắn ở trong đấy cả. Có đúng không các bạn? Đó, rồi các bạn sẽ thấy rằng là khi rồi về Chí Phèo, mỗi người sẽ có một kiểu tha hóa khác nhau, mỗi người sẽ có một cách chết khác nhau. Bạn ý, Chí Phèo là một kiểu chết, cùng là cái chết, nhưng Chí Phèo lại là một kiểu chết. Lão Hạc cũng cùng là một cái chết, nhưng lại là một cái kiểu chết khác. Và cái hình tượng Chí Phèo, cái tính cách của Chí Phèo trong chúng ta lại là một cái tính cách khác. Rồi Lão Hạc cũng là một tính cách khác. Vậy nhớ cho cô nhé, đề tài nó là cơ sở để khái quát chủ đề, nó là cơ sở để xây dựng hình tượng, xây dựng tính cách nhân vật trong tác phẩm. Hoặc là khi mà những tác phẩm viết về đề tài người phụ nữ ấy, đúng không ạ? Thì mỗi người sẽ có một cái cách khắc họa người phụ nữ khác nhau. Ví dụ như cùng nói về người phụ nữ của văn học trung đại, thì cô Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du lại là một hình tượng khác, lại là một nhân vật khác, lại một tính cách khác. Rồi Vũ Nương trong truyện ngắn của Nguyễn Dữ thì cũng sẽ có một tính cách khác, một kiểu nhân vật khác, một hình tượng khác. Cô Kiều là đẹp, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh, đúng không ạ? Còn Vũ Nương thì lại là một kiểu hình tượng khác. Đó, tính cách của Kiều thì như thế nào ạ? Rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Rất là tài năng. Còn Vũ Nương thì cũng rất là giỏi lo toan vun vén, nhưng mà lại không có cái sự chủ động và vươn lên đấy như là cô Kiều. Vậy thì đề tài, cùng viết về đề tài người phụ nữ trong xã hội phong kiến, cùng viết về đề tài phụ nữ trong văn học trung đại, nhưng mỗi một tác phẩm, mỗi một tác giả xuất phát từ cái tư tưởng của mình, xuất phát từ cái mong muốn của mình, cái khao khát thể hiện của mình, thì đã xây dựng nên những cái hình tượng nhân vật khác nhau, có những cái tính cách điển hình xuất hiện trong tác phẩm. Như cô Kiều cùng là trong một tác phẩm, trong một gia đình, nhưng cô Kiều thì lại là cùng viết về đề tài người phụ nữ, nhưng cô Kiều thì lại mang một cảm hứng khác. Rồi Thúy Vân thì lại là một kiểu nhân vật khác, một tính cách khác. Thì mỗi một nhân vật sẽ có những cái hình tượng, tính cách điển hình để làm xây dựng đề tài và làm thể hiện đề tài của tác phẩm. Đó chính là về đề tài nhé. Ok ạ, à? Đề tài. Và có một số cái mà các bạn cũng cần phải lưu ý như thế này. Trong bất kể một giai đoạn văn học nào, thì vì chủ đề là thuộc về phạm vi hiện thực đời sống, phản ánh cái phạm vi hiện thực đời sống, nên có những cái giai đoạn văn học mà có những chủ đề nó không được thể hiện. Có những chủ đề nó không được thể hiện mặc dù nó vẫn tồn tại, và nó là cái mà người ta không đề cao. Ví dụ như trong văn học trung đại, người phụ nữ họ vẫn tồn tại, nỗi đau của người phụ nữ họ vẫn tồn tại, nhưng người ta không thể hiện về nó, người ta không viết về nó, bởi vì nó không được đề cao. Mà văn học hiện thực thời kỳ này và xã hội thời kỳ này, cuộc sống của họ là đề cao những con người chí lớn, đề cao những con người trượng phu. Nên là người phụ nữ mặc dù có xuất hiện, mặc dù có những nỗi đau, mặc dù có những nỗi lòng, nhưng nó không được phản ánh và nó không được tô đậm lên những trang văn. Đó, vậy thì một tác phẩm văn học nó phải bám sát vào hiện thực đời sống, bám sát vào cái đặc trưng của giai đoạn văn học thời kỳ đó, cái đặc trưng của xã hội thời kỳ đó. Thế nhá các bạn nhá. Ok ạ. Đó chính là về đề tài. Còn tiếp theo đó chính là về chủ đề. Nếu như nói rằng là chủ đề chính là tập hợp con của đề tài. Ok ạ. Đây nhá, đây là chủ đề này. Đề tài. Đấy, nó chính là tập con. Chủ đề nó chính là tập con của đề tài. Tại sao lại như thế? Ví dụ như là đề tài. Trước kia thì chúng ta cần phải đi tìm hiểu về đề tài của nó đã. Về chủ đề đã. Chủ đề được định nghĩa như sau. Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu trong tác phẩm và hình thành dựa trên cơ sở là đề tài. Cô ví dụ như này cho các bạn dễ hiểu nhá. Ok ạ. Ví dụ như là cùng viết về đề tài người phụ nữ.
Ok ạ. Đây, cùng viết đề tài là người phụ nữ nhá, người phụ nữ. Ok. Đấy, khăn lau bảng. Đó. Ví dụ như sau. Ví dụ như là viết về đề tài người phụ nữ nhá, người phụ nữ. Đấy, người phụ nữ chính là đề tài. Nhưng mà chủ đề ấy, thì ví dụ như sau. Đó chính là, nó chính là vấn đề cơ bản được nêu trong tác phẩm. Ví dụ như là về người, cùng là viết về người phụ nữ, nhưng người phụ nữ trong nhưng chị Dậu thì cho chúng ta một cái chủ đề là gì? Đấy, chị Dậu. Chị Dậu thì theo các bạn chủ đề của nó là gì? Rồi về người lao động miền núi như Mỹ á thì nó thuộc cái chủ đề là gì? Rồi như người vợ Nhật ấy. Đấy, người vợ Nhật. Đúng không? Thì cái chủ đề của nó là gì? Ok ạ? Bạn để ý này. Và vai trò của chủ đề là thể hiện sâu sắc tư tưởng và chiều sâu trong tư tưởng, khả năng thâm nhập vào đời sống của nhà văn, đồng thời góp phần giúp tác phẩm trở nên quan trọng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn. Được không ạ? Và chủ đề chính là vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong phạm vi đời sống. Rồi chú ý xem nào. Đây các bạn, nhìn này. Cùng viết về chủ đề là, cùng viết về đề tài là người phụ nữ nhá. Đấy. Nhưng mà chị Dậu ấy là gì ạ? À? Chủ đề đó chính là gì? Chủ đề đó chính là đề tài là người phụ nữ. Đấy, được chưa ạ? Đề tài đó chính là người phụ nữ. Đây, đề tài là phạm vi hiện thực đời sống, là thể hiện những người phụ nữ. Còn chủ đề đó chính là vấn đề cơ bản được nêu ra trong tác phẩm. Vấn đề ở đây là gì? Nghĩa bạn đi tìm cho cô vấn đề mà tác giả muốn. Ví dụ cho các bạn dễ này, để cho các bạn đi tìm này. Ví dụ nhá, các bạn cùng viết về người lính. Đề tài của chúng ta là đề tài người lính. Đúng không ạ? Đề tài người lính. Đấy. Nhưng mà chủ đề ở đây ấy. Đúng không ạ? Nhưng mà chủ đề ở đây đó chính là gì ạ? À? Người lính khó khăn gian khổ như thế nào? Được chưa? Đấy thì đó chính là vấn đề cơ bản được nêu, là hình tượng người lính đối mặt với khó khăn thách thức. Được không ạ? Hình tượng người lính đối mặt với khó khăn thách thức, với cái điều kiện kháng chiến gian khổ như thế nào? Xong chưa ạ? Đó. Hoặc là cùng viết về người nông dân, nhưng mà chủ đề hàng đầu mà Ngô Tất Tố quan tâm ấy, đó chính là vấn đề sưu thuế. Đúng không ạ? Đây này, cùng viết về đề tài người phụ nữ, cùng viết về đề tài người nông dân, nhưng chủ đề mà Ngô Tất Tố quan tâm, cái vấn đề mà Ngô Tất Tố quan tâm ấy, đó là vấn đề sưu thuế. Con người ta phải đối mặt với sưu thuế như thế nào? Chị Dậu phải đối mặt với sưu thuế như thế nào? Và vì sưu thuế mà con người ta đường, gọi là cùng đường tuyệt lộ. Chị Dậu ấy ạ, đối mặt với vấn đề sưu thuế, vấn đề cơ bản, vấn đề, nghĩa là nhân vật trong tác phẩm đấy đối mặt với những cái vấn đề gì. Còn Như Mị này, đấy, Như Mị này nè, đó chính là gì ạ? Sự chà đạp áp bức của người lao động miền núi dưới, đây, vấn đề cơ bản là họ bị chà đạp áp bức. Đúng không ạ? Đây là họ bị chà đạp áp bức, móc lột. Còn người vợ Nhật đây thì là gì ạ? Nạn nhân của cái đói. Đúng không? Đây, người vợ Nhật là nạn nhân của cái đói. Đúng không? Đề tài thì là đề tài người phụ nữ. Chủ đề đây là chính là chủ đề sưu thuế. Chủ đề đây là gì ạ? Người lao động miền núi họ bị chà đạp áp bức bởi bọn tay sai cho thực dân. Đấy, còn người vợ Nhật đây là chính là gì ạ? Nạn nhân của cái đói. Bạn đã hiểu chưa ạ? Cái này hơi trừu tượng một tí, nhưng bạn sẽ hiểu rõ. Bạn sẽ hiểu rõ. Chưa? Xong chưa? Đấy, xong chưa ạ? Chủ đề tài là đề tài viết về người phụ nữ. Và bóng dáng người phụ nữ hiện lên rất rõ. Nó chính là phạm vi hiện thực đời sống.
mà nhà văn khái quát nhận thức để thể hiện vào trong tác phẩm của mình, là cơ sở khái quát chủ đề. Đấy là cơ sở xây dựng hình tượng nhân vật. Vậy thì đây các bạn nhìn, người phụ nữ chính là cơ sở để xây dựng hình tượng chị dậu. Người phụ nữ đó chính là cơ sở để xây dựng hình tượng nhân vật mị. Người phụ nữ chính là đối tượng để xây dựng hình tượng nhân vật là người vợ nhỉ? Đúng không ạ? Rồi là người đàn bà, rồi người người đàn bà hàng trai, rồi bà cụ tứ. Đấy chính là đề tài về người phụ nữ. Đúng không ạ? Nhưng mà cái chủ đề người ta muốn phản ánh ở đây đó chính là gì ạ? À, con người trong sư thuế thế nào? Người ta phải đối mặt với cái sư thuế ra làm sao? Đúng không ạ? Người ta bị cùng quẫn bởi cái sư thuế thế nào? Rồi nhân vật bị chà đạp, áp bức, bóc lột là nhân vật đại diện cho người lao động miền núi, bị chà đạp đến tận cùng của đau khổ nhưng vẫn không nhận thức được. Đó, bởi vì họ bị ăn mòn về nhận thức rồi. Đúng không ạ? Đó, rồi đến người vợ nhặt là do cái nạn đói. Đó, viết về nạn đói chính là đề tài. Đó, nạn đói chính là đề tài. Nhưng mỗi một nhân vật nó sẽ thể hiện một khía cạnh khác nhau của đề tài là nạn đói. Ví dụ như cùng viết về đề tài về nạn đói. Đấy, cùng viết về đề tài là nạn đói năm 1945. Và đây chính là phạm vi đời sống. Đúng không ạ? Nạn đói chính là phạm vi đời sống. Vậy các bạn để ý xem này. À, ok, xuất hiện nhân vật đúng không ạ? Nam Cao viết về nạn đói theo một cái hướng đi khác. Vợ Kim Lân viết về nạn đói. Kim Lân phản ánh cái phạm vi hiện thực đời sống này theo một hình tượng nghệ thuật khác, theo một chủ đề khác. Cái chủ đề mà Nam Cao hướng tới trong cái đề tài là nạn đói năm 1945 là người ta bị tha hóa thế nào trước cái này. Đúng không ạ? Còn Kim Lân nói là người ta đã vực dậy nhau thế nào trong cái nạn đói. Thì đấy, đề tài nó chính là cơ sở khái quát chủ đề, là cơ sở xây dựng những hình tượng nhân vật và tính cách điển hình trong tác phẩm văn học. Còn chủ đề nó chính là vấn đề được nêu trong cái tác phẩm và được hình thành dựa trên đề tài. Đúng không ạ? Đề tài là nạn đói. Thì nhân vật ở đây mỗi người sẽ có một cái cách đối diện với nạn đói khác nhau. Đúng không ạ? Và thông qua cái chủ đề thì nhà văn thể hiện cái chiều sâu tư tưởng, cái khả năng thâm nhập vào đời sống và góp phần giúp tác phẩm trở nên có sức ảnh hưởng hơn. Ví dụ như là viết về nạn đói năm 1945. Nhưng những tác phẩm của Nam Cao ấy thì để lại cho người ta một cái tư tưởng, để lại cho người ta một cái sự trăn trở. Đó chính là gì? Con người ta tha hóa thế nào trong nạn đói. Đúng không ạ? Và cái chủ đề mà nhà văn Nam Cao muốn thể hiện là con người ta đã bị tha hóa thế nào khi người ta đói, khi người ta rách, khi người ta nghèo, khi người ta khổ. Còn Kim Lân thì lại muốn phản ánh một cái tư tưởng, đó chính là gì ạ? Và Kim Lân lại muốn phản ánh một cái nội dung, một cái chủ đề, chính là chủ đề con người ta vươn lên và vực dậy như thế nào. Con người ta sống với nhau thế nào, đối xử với nhau thế nào trong nạn đói đấy. Cái ranh giới của đề tài và chủ đề nó khá là mong manh. Vậy nên là các bạn cần phải lưu ý, không thì nó sẽ bị xen lẫn với nhau đó. Và chính vì có một cái đề thi cũng hỏi về đề tài và hỏi về chủ đề, thành ra là học sinh không phân biệt được cái nhận định đấy đang nói về chủ đề hay đề tài. Thế là coi như là họ viết sai. Đấy, thế nhá. Đấy, coi như là như thế. Bởi vì trong cái đề thi học sinh giỏi á, đôi khi người ta chỉ cho một câu nói thôi, hoặc là người ta chỉ cho một cái nhận định, hoặc người ta cho một vấn đề. Bạn phải đi tìm xem là cái nhận định đấy đang viết về cái vấn đề gì của văn học để mà lập luận nó, để mà phân tích nó, để mà bình luận nó. Và bạn xác định sai một cái coi như toang. Ví dụ như cái đề là người thơ không được rắc nước hoa lên những bông hoa mình trồng. Rất nhiều bạn đi phân tích đó chính là phản ánh hiện thực, nhưng không có phải để nói về giá trị của tác phẩm. Được chưa? Xong chưa? Thế á, đấy là các bạn cần phải chú ý như thế. Không là các bạn bị sai đó. Ok chưa ạ? Đấy nhá, các bạn đã hiểu rõ hơn về thế nào là chủ đề và thế nào là vai trò chưa ạ? Ok. À, thế nào là chủ đề và thế nào là đề tài chưa ạ? Để cô giải, có nghĩa rằng là chủ đề á,
nó thể hiện chiều sâu tư tưởng của nhà văn, có nghĩa là chủ đề nó sẽ góp phần làm cho nhà văn, có nghĩa là nó thể hiện cái nhìn thấu, cái nhìn bề sâu của nhà văn. Còn đề tài á, nó là cái nhìn bề nổi. Được chưa ạ? Bạn hiểu rõ cho cô này. Đề tài nó là cái bề nổi. Đấy. Còn chủ đề nó là cái bề sâu. Đúng không? Bề sâu. Có nghĩa là nhìn chí phè. Đấy, thì chúng ta biết được là cái hiện thực xã hội đấy như thế nào. Nhìn chí phè thì chúng ta thấy được rằng là à, tính cách của nhân vật ra sao. Người hình tượng người nông dân lúc đấy họ như thế nào, cuộc sống của người lao động, cuộc sống của người nông dân lúc đấy họ có những, họ được thể hiện thế nào. Nhưng mà chủ đề á, thì giúp chúng ta nhìn sâu vào tác phẩm là tác giả đang muốn nói cái nguyên nhân để con người ta như thế, cái nguyên nhân để con người ta từ một người nông dân lương thiện và hiền lành trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Không phải ngẫu nhiên mà con người ta có thể trở thành quỷ dữ của làng Vũ Đại đâu. Không phải ngẫu nhiên mà người ta chỉ biết rạch mặt ăn vạ đâu. Không phải ngẫu nhiên mà Chí Phèo đi chửi đâu. Vậy cái tiếng chí, hình tượng nhân vật Chí Phèo chửi, hình tượng nhân vật Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, hình tượng nhân vật Chí Phèo gọi là đâm thuê chém mướn, nó là cái bề nổi. Và cái chủ đề phản ánh đó chính là người, hình tượng người lao động. Năm 30-45 là như thế nào? Là như Chí Phèo đấy ạ. Họ bị tha hóa trước cái đó. Có rất nhiều cách tha hóa. Chí Phèo là một cách tha hóa. Lão Hạc cũng là một cách tha hóa. Có đúng không ạ? Đấy. Rồi sau này các bạn sẽ học đến nhân vật gọi là Điền, rồi nhân vật Hộ trong Trăng Sáng. Cô sẽ dạy các bạn những tác phẩm đấy. Trên lớp các bạn không được học nhưng cô sẽ dạy các bạn những tác phẩm đấy. Được chưa? Xong chưa? Đó. Nhưng mà cái chủ đề nó sẽ giúp bạn hiểu sâu tại sao họ lại như thế. Đúng không ạ? Đó chính là gì? Cái vấn đề ở đây đó chính là gì? Đó chính là cái nghèo, cái đói. Con người ta bị tha hóa là do cái gì? Do cái xã hội thực dân nửa phong kiến trà đạp áp bức con người, đẩy con người ta vào nhà tù thực dân, không cho người ta có cơ hội để ngóc đầu lên và đẩy con người ta trượt dài trên con đường lưu manh hóa. Xong chưa ạ? Thì đấy chính là chủ đề, đề tài của một tác phẩm văn học. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cái đề tài, một cái vấn đề nữa. Được chưa ạ? Đấy, có một cái vấn đề nữa. À, đơn thêm cho các bạn một cái ví dụ nữa để cho bạn có thể hiểu hơn thế nào là đề tài và thế nào là chủ đề. Cô sẽ lấy ví dụ cho bạn một cái tác phẩm, đó chính là Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Nha. Đấy, các bạn để ý giúp cô như này. Các bạn chỉ cần nhớ cho cô cái mẹo để các bạn có thể phát hiện ra chủ đề và phát hiện ra đề tài, đó chính là đề tài nó chính là bề nổi. Đấy, còn chủ đề nó chính là cái bề sâu. Và chủ đề nó chính là tập con của đề tài. Đề tài là nơi sản sinh ra chủ đề. Thế nhá, ví dụ như là về Truyện Kiều, Nàng Kiều. Đấy, Nàng Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Là cái theo các bạn thì cái đề tài đây đó chính là gì? Đề tài đó chính là người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đúng không ạ? Đấy, là con người, người phụ nữ trong xã hội thực dân phong kiến. Và đối với Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du ấy, đây là tác phẩm đầu tiên đấy bênh vực những người phụ nữ. Đây là tác phẩm đầu tiên bênh vực những người phụ nữ. Vậy người phụ nữ trong xã hội xưa, người phụ nữ trong xã hội trung đại, người ta gặp những cái vấn đề gì? Người ta có những cái gì? Tài hoa bạc mệnh. Có đúng không ạ? Đó, chữ tài, chữ tai, khéo làm một vần. Có đúng không? Đấy, cô Kiều. Và bạn thấy gì rằng là đó, các bạn để ý đi. Nào, vậy thì cái chủ đề ở đây là gì? Đề tài đây là viết về người phụ nữ ở trong xã hội xưa. Là họ bị gọi là hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh đấy.
đúng không ạ? Họ kiểu như là hồng nhan bạc mệnh. Đấy, cái chủ đề mà người ta hướng tới người phụ nữ trong xã hội trung đại. Và người phụ nữ, bạn thấy rằng là hồng nhan thì bạc mệnh. Thế nên là hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh. Nhưng cái bề sâu ở đây là gì? Cái bề nổi đó chính là hình tượng người phụ nữ trong xã hội trung đại. Còn cái bề sâu ở đây là gì? Bạn chỉ cần nhớ cái bề nổi và cái bề sâu thôi là bạn tự tìm ra. Đề tài nó chính là cái bề nổi, là hình tượng người phụ nữ, là họ bị hồng nhan bạc mệnh này. Đấy, hồng nhan là xinh đẹp rồi nhiều tài năng, nhưng bạc mệnh là họ lết lênh đênh rồi họ có những họ bị chà đạp, đúng không ạ? Thanh lâu hai ý, thanh cái gì nhỉ, tự dưng cô quên cái câu này rồi đấy. À, thanh lâu hai lượt, thanh ý hai lần, đúng không ạ? Đó, người phụ nữ ngày xưa họ là như thế, đúng không ạ? Họ là như thế, họ hồng nhan bạc mệnh, càng đẹp càng xinh thì lại càng bạc mệnh, đúng không ạ? Đó rồi, thì đấy chính là cái bề nổi. Vậy còn cái bề sâu thì thông qua cái nhân vật Kiều này, nhà văn đại thi hào Nguyễn Du muốn nói cho chúng ta điều gì? Đại thi hào Nguyễn Du ca ngợi tài năng của con người các bạn. Bề sâu thứ nhất là ca ngợi tài năng của con người, ca ngợi cái hồng nhan của họ đấy, đúng không? Ca hời ngợi cái hồng nhan của họ, bởi vì cô Kiều cô tài năng chứ các bạn, có phải là ai cũng đánh đàn hay như thế đâu, ai cũng xinh được như thế đâu. Ca ngợi cái hồng nhan của con người, ca ngợi cái tài năng của con người đó. Bạn để ý là cái hồng nhan, cái nhan sắc của cô Kiều trải qua biết bao nhiêu đày đọa, trải qua biết bao nhiêu gọi là những cái gian truân, nhưng cô ấy vẫn đẹp, nghĩa là một cái sắc đẹp bền vững với thời gian, có đúng không ạ? Có đúng không? Thì đấy nhà đại thi hào Nguyễn Du ca ngợi cái vẻ đẹp của con người, ca ngợi cái tài năng của con người, đúng không? Và thông qua cái sự lênh đênh, cái sự trôi dạt, cái bạc mệnh của cô Kiều, thì đại thi hào muốn lên tiếng để bênh vực cho những con người như thế, đúng không ạ? Đấy, bênh vực cho những con người như thế, bênh vực cái khao khát sống của cô ấy. Đối đứng trước một cái vấn đề, đó chính là thanh lâu hai lượt, thanh ý hai lần. Thứ nhất là kiểu người ta đàm tiếu, rồi người ta lên tiếng, rồi người ta thóa mạ. Cô Kiều đã có ý định tự tử, nhưng do cô ấy ham sống quá, cô ấy khao khát sống quá nên cô không thể chết được, có đúng không? Thì đấy cũng là cất lên cái tiếng bảo vệ con người ta, đúng không ạ? Đó chính là gì đấy? Đó chính là chiều sâu tư tưởng. Đấy chính là khả năng thâm nhập vào đời sống của nhà văn. Đại thi hào Nguyễn Du đã xâm nhập vào đời sống, thế giới nội tâm của cô Kiều, để nói cô có khao khát sống như thế nào. Đấy, cô ấy chủ động ra sao? Băng băng xăm lối vườn khuya một mình, đẹp, ca ngợi cái vẻ đẹp, ca ngợi cái tài năng. Đó, đó chính là bề sâu, yeah. Đó chính là bề sâu. Đấy, con người, người phụ nữ trong xã hội trung đại, họ có những cái nỗi lòng gì cần được phải lên tiếng, cần phải được ca ngợi, cần phải được bảo vệ, có đúng không ạ? Đấy, dù các bạn sẽ thấy một điều, một cái tác phẩm nữa, đó chính là Trong lòng mẹ, của mẹ của cậu bé Hồng. Mẹ của cậu bé Hồng, các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? À, chủ đề cũng là người phụ nữ, đúng không ạ? Cũng là cái người hồng nhan bạc mệnh. Thế nhưng mà cái chủ đề hướng tới đây đó chính là gì? Đó chính là cái vẻ đẹp bên trong. Đấy, cái bề sâu. Đây các bạn để ý, đối với mẹ cậu bé Hồng, đấy, sống trong một cái gia đình chồng mà chồng chỉ có biết gọi là trà thu vén thì cho gia đình cả, chỉ biết nhậu nhẹt thôi. Rồi sống trong cái gia đình chồng mà toàn bà cô ông mãnh mà rất là ghê rợn. Đó, chồng vừa mới qua đời đã chà đạp, đã lên tiếng, đã xì xèo, đã bao nhiêu những cái đầy đọa trong lòng, và bà ấy phải dứt áo ra đi. Đó, và trong con mắt của chúng ta, cái bề nổi của chúng ta, đó là một người phụ nữ gọi là lăng loàng, đó là một người phụ nữ mà không đáng được trân trọng một tí nào. Người phụ nữ gì mà chưa đoạn tang chồng đã gì ạ? À? Đã bỏ nhà đi tìm hạnh phúc mới, rũ bỏ cả đứa con mà mình rất ruột đẻ ra để đi có một hạnh phúc mới. Nhưng mà nhà văn đã nhìn vào bề sâu của cái người mẹ ấy, qua cái mắt nhìn của cậu bé Hồng, là cậu bé Hồng không ghét mẹ,
Đấy, nó vẫn yêu thương mẹ nó. Nó xà vào lòng mẹ nó như con chim non tìm lại mẹ. Đúng không ạ? Đấy, nó vẫn thấy yêu thương mẹ nó, vẫn thấy trân trọng mẹ nó, vẫn ủng hộ cho cái quyết định của mẹ nó. Và cậu bé Hồng chính là tiếng nói của nhà văn, chính là cái bề sâu mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Nó thật với các bạn, bây giờ các bạn nhìn cái người phụ nữ mà chưa đoạn tang chồng đã đi lấy người khác. Đấy các bạn, cô chắc chắn một điều, các bạn cũng sẽ coi thường người ta, khinh thường người ta. Rồi bây giờ mà các bạn sống thử, vấn đề sống thử, các bạn sẽ ôi giời ơi, nó, các bạn sẽ coi khinh. Và bây giờ cũng thế, mời người ta nhìn người phụ nữ hai đời chồng, đấy là một cái nhìn gì đó thật là khắt khe, đúng không ạ? Nhưng mà nhà văn đã không nhìn cái bề nổi. Từ cái bề nổi đó đã phát họa nhân vật, thể hiện cái nỗi lòng, cái bề sâu bên trong đó, để con người ta có thể đồng cảm, con người ta có lắng nghe, rồi con người ta có thể hiểu hơn về cái thế giới bên trong, tại sao người ta lại quyết định như vậy. Đúng chưa? Đó chính là về đề tài. Ok, đề tài và chủ đề. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với tư tưởng. Tư tưởng là cái gì ạ? Tư tưởng là sự lý giải với chủ đề đã nêu. Và đó chính là nhận thức của nhà văn muốn trao đổi, gửi gắm tới người đọc. Và tư tưởng nó chính là linh hồn của tác phẩm. Các bạn thấy chưa? Thứ nhất là nhà văn sẽ lý giải cái chủ đề đã nêu. Đúng không? Lý giải cái chủ đề đã nêu. Tại sao nhà văn lại thể hiện điều đó? Có đúng không ạ? Đấy, ví dụ như các bạn để ý nè. Đại thi hào Nguyễn Du đã có sự lý giải về chủ đề ông nêu, đó chính là ông bênh vực. Đó, ông thương xót cho người phụ nữ. Ông luôn luôn đứng lên để bảo vệ người phụ nữ. Bởi vì họ cũng có những cái nỗi lòng mà. Họ cũng những cái nỗi đau mà. Họ có những cái bạc mệnh mà người ta không thể nói được. Có đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ thấy rằng là tư tưởng của Nam Cao trong cái tác phẩm của mình, đó chính là ông đã có một cái nỗ lực để hiểu người lao động như thế nào. Các bạn để ý nhé, người đại nhà văn Hạ Nam Cao viết về chủ đề người lao động. Người lao động, đúng không ạ? Đấy, và chủ đề đây là đề tài. Đề tài là người lao động. Nhưng mà cái chủ đề mà ông hướng tới đó chính là gì? Họ bị tha hóa, đúng không? Và ông đã thể hiện một cái tư tưởng ở đây, đó chính là gì? Đấy, ông đã thể hiện tư tưởng ở đây, đó chính là ông lý giải tại sao con người ta tha hóa. Tại sao tha hóa? Tại sao tha hóa? Đấy, đúng không ạ? Và đây chính là nhận thức của nhà văn muốn trao đổi, gửi gắm tới người đọc. Nhà văn muốn trao đổi và gửi gắm chúng ta là gì ạ? Hãy lên tiếng bảo vệ họ. Hãy cất tiếng lên để bảo vệ họ. Có đúng không? Bạn để ý cho cô về hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lan. Đó chính là viết về những con người nhỏ bé. Đúng không ạ? Đấy, viết về những con người nhỏ bé. Và cái chủ đề hướng tới là cái sự tàn lụi của họ trước cái hiện thực đấy. Và cái tư tưởng của nhà văn muốn gửi gắm nêu lên là gì? Đó, đó chính là họ khao khát cái tương lai. Họ khao khát ánh sáng. Nhưng mà cái ánh sáng đó nó chỉ lướt qua họ thôi, chứ nó không lọng lạng. Và nhà văn cất lên một cái tiếng kêu thống thiết ở đây, đó chính là gì ạ? Hãy lên tiếng bênh vực cho họ. Hãy đánh một hồi chuông cảnh tỉnh. Con người ta phải quan tâm đến những người con người nhỏ bé. Không họ sẽ tết tàn chết lụi vào bóng tối. Thì đấy chính là tư tưởng. Có đúng không ạ? Đấy chính là tư tưởng. Đúng không? Rồi các bạn để ý đi, như Chí Phèo, cái tư tưởng mà nhà văn Nam Cao muốn thể hiện ở đây đó chính là gì? Đó chính là cái định kiến. Cái định kiến xã hội. Đúng không ạ? Cái định kiến xã hội đã đẩy con người ta như thế. Và chúng ta đang định kiến đấy ạ. Nếu như bây giờ các bạn đứng trước cái một thằng say rượu, chỉ biết gọi là rạch mặt ăn vạ thôi, chỉ biết gọi là đâm thuê chém bướn thôi, đấy, rồi suốt ngày chửi, chửi trời, chửi đất, chửi mẹ cha, cái đứa nào chửi ra thân hắn, đúng không? Các bạn chỉ thích chơi với những người bình thường thôi. Ví dụ như bây giờ các bạn nhìn thấy những con người mà khuyết tật đi ngoài đường, các bạn nhìn cái mồm méo họ da đen thôi là các bạn cũng đã chỉ trỏ, ui đen thế, đen thế.
Đúng không ạ? Rồi bạn nhìn thấy một đứa răng vổ thôi, bạn nói ui, bạn không muốn chơi với họ nữa luôn đấy, chứ đừng có nói gì đến yêu. Các bạn đang định kiến, các bạn đã nhìn sâu vào trong tâm hồn của họ chưa? Đúng không ạ? Dù là một người xấu vổ một tí thôi, nhưng họ sẽ ở bên bạn. Thôi nói cái này lý thuyết quá. Đúng không ạ? Người ta vổ một tí thôi, người ta hô một tí thôi, nhưng người ta chung tình. Đấy đúng không ạ? Người ta nấu ăn ngon, đúng không ạ? Người ta thu vén cho gia đình. Nào các bạn nam, các bạn thẳng thắn đi. Bây giờ giữa một người xinh và người ta chỉ biết tiêu tiền thôi, đúng không ạ? Người ta cũng gọi là lười biếng thôi. Đấy, nhưng với một cô hô, một cô vổ, mắt lé, mắt xích, da đen, đen nhẻ, mà người ta nấu ăn ngon, người ta quần áo là lướt, thì các bạn có yêu không? Đấy các bạn chọn đi, đúng không ạ? Đó là chọn đi. Đó chọn đi, tự lựa chọn. Cô thì cô cũng không biết phải lựa chọn như thế nào, nói thật bạn. Thế nên nhà văn khi mà viết về những con người như thế, các bạn có để ý là hình tượng gọi là thị nở xuất hiện đúng không ạ? Đấy cũng là một cái tư tưởng mà nhà văn muốn gửi gắm đấy. Nhà văn muốn gửi gắm đấy, chứ không phải là không gửi gắm đâu. Là những cái con người mà họ bị cái sự bất công của tạo hóa. Rồi trong vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, nó không đơn thuần chỉ là cái tư tưởng là tình người đâu, cái vẻ đẹp của tình người đâu. Đấy, mà nó cũng là cái tư tưởng mà nhà văn gián tiếp thể hiện trong một tác phẩm có nhiều tư tưởng nha các bạn nhé. Trong nhiều tác phẩm có nhiều tư tưởng, nhiều vấn đề mà tác giả muốn bộc lộ. Đó, một tác giả muốn trao đổi, tác giả muốn gửi gắm tới người đọc. Một tác phẩm nó có rất nhiều những cái vấn đề, rất nhiều những cái tư tưởng, rất nhiều những cái thông điệp mà tác giả nhắn gửi. Tuy nhiên thì cái sự nhắn gửi của tác giả ấy, nó sẽ phân ra làm hai luồng. Cái tư tưởng của tác giả nó được thể hiện phân ra làm hai luồng. Luồng thứ nhất, đó chính là họ bày tỏ trực tiếp nha. Thứ nhất là họ bày tỏ trực tiếp cái tư tưởng của họ. Đấy, thứ hai là họ bày tỏ gián tiếp. Ví dụ cho bạn dễ hiểu này. Ví dụ cho bạn dễ hiểu. Trong truyện ngắn Răng Sáng của nhà văn Nam Cao, ông đã viết, đó chính là gì ạ? Đó chính là sự thật không nên là ánh trăng lừa dối. Sự thật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. Đó là lời bộc bạch chia sẻ của nhân vật Điền trong tác phẩm Răng Sáng. Và cái lời bộc bạch đấy, cái lời chia sẻ đó chính là tư tưởng về nghệ thuật mà nhà văn Nam Cao muốn gửi gắm, muốn trao đổi đến chúng ta. Đúng không? Chao ơi, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, không cần là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. Thế đấy chính là tư tưởng mà nhà văn muốn trao đổi, muốn gửi gắm thông qua cái lời thoại của nhân vật. Thì đó chính là gửi gắm trực tiếp cái thông điệp, trực tiếp cái tư tưởng. Nhưng có những tư tưởng ở bề sâu mà chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta phải suy ngẫm thì chúng ta mới thấy. Ví dụ như là về nhân vật Chí Phè, ở đây nhà văn Nam Cao cũng cứ gửi gắm một cái thông điệp, gửi gắm một cái tư tưởng. Đó chính là gì ạ? Đó chính là chúng ta phải nỗ lực hiểu những con người xung quanh mình. Như Chí Phèo đấy, nếu như nhìn cái bề ngoài thôi, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái nỗi lòng bên trong. Anh ấy cũng khao khát về một mái ấm gia đình. Anh ấy cũng có những cái ước mơ vô cùng nhỏ nhoi. Chồng cuốc mướn làm thuê vợ dệt vải, chung lại thì bỏ con lợn, mua dăm ba xào ruộng. Chúng ta có nhìn được cái điều đấy không? Không. Chúng ta có biết là Chí Phèo đau đớn và khao khát thế nào để trở về người làm người lương thiện không? Cô chúng ta có hiểu được tại sao Chí lại phải chết cùng quẫn trên vũng máu của mình không? Tại sao Chí lại cứ chửi? Cái chửi đấy không phải là cái bản chất, mà cái chửi đấy là để muốn người ta để ý đến mình, muốn người ta giao tiếp với mình, đúng không ạ? Muốn người ta hỏi han mình xem mình còn tồn tại trên cái cuộc đời này, chứ không phải là tồn tại như một bóng ma. Đấy, không phải là tồn tại một cõi vô hình mà chỉ có một thằng say với ba con chó. Đúng không ạ? Nếu giá như có một người mà hiểu Chí. Đấy là lý do mà tại khi mà Chí thị nở đến với Chí Phèo, Chí Phèo không muốn làm người, muốn làm con quỷ nữa. Bởi vì ôi, có người giao tiếp với mình, cũng có người nhìn nhận ra những lúc hắn cười nghe thật hiền.
Ô vốn dĩ Chí Phèo hiền mà. Đúng ạ. Thì đó chính là cái tư tưởng gián tiếp mà nhà văn muốn chúng ta nhận thức. Không phải là cái tư tưởng nào cũng được nhận thức một cách gọi là trực tiếp như là những cái tư tưởng nghệ thuật, những cái thông điệp về nghệ thuật mà tác giả ký thác đâu. Đó, mà được gián tiếp qua lời thoại của nhân vật. Nha. Đúng ạ. Đấy, lời thoại của nhân vật. Và các bạn sẽ để ý thế. Vậy thì cái thông điệp mà nhà văn Nam Cao muốn thể hiện qua cái hình tượng nhân vật Chí Phèo đây là gì? Nó không đơn thuần chỉ... Và Chí Phèo đây đó chính là gì? Nó không đơn thuần chỉ là sự tha hóa con người, mà nó còn là cái sâu hơn nữa mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Đó chính là gì? Đó chính là những người xung quanh ta ấy. Đúng không ạ? Đấy, những người xung quanh ta ấy. Đó, mà những người xung quanh ta, chúng ta đã hiểu họ chưa? Và chúng ta cố mà hiểu lấy họ. Đúng không ạ? Đấy rồi còn gì ở đây nữa nào? Còn gì ở đây nữa? Người chúng ta cố mà hiểu lấy họ. Chúng ta đã hiểu những người xung quanh chúng ta chưa? Chúng ta đã hiểu vì sao ông hàng xóm ông hay chửi vợ chưa? Đấy rồi vì sao người đàn ông hàng chài người ông ấy lại đánh vợ chưa? Vì sao cái người người vợ kia lại chấp nhận để cho chồng đánh chưa? Lại còn mong muốn được chồng đánh và khao khát được chồng đánh. Khổ. Cuộc đời nó khổ. Cuộc đời nó có trăm ngàn những cái ngã rẽ mà nó khổ, nó đau đớn. Đấy, người thì mong muốn được yêu thương. Người thì mong muốn được che chở. Người thì lại mong muốn được người chồng đánh. Khổ. Cuộc sống nó nhiều cái khổ. Nó muôn hình vạn trạng của cái khổ. Thế nên người ta nói là muôn mặt đời thường cũng bởi lẽ là như thế. Đúng không ạ? Đấy. Được chưa? Bạn đã cố hiểu họ chưa? Những người xung quanh chúng ta, tại sao chúng ta không cố mà hiểu họ? Đúng không ạ? Chúng ta đừng nhìn họ với những định kiến, đừng nhìn họ với cái bề nổi bên ngoài, mà phải thâm nhập vào bên trong. Đúng không ạ? Phải cố mà hiểu cho cái nỗi lòng ở bên trong. Đấy, và đó chính là nhận thức của tác giả về chủ đề, về hiện thực, muốn trao đổi, muốn gửi gắm với chúng ta. Kim Lân muốn trao đổi và gửi gắm với chúng ta điều gì? Qua chuyện ngắn vợ nhặt. Rồi Tô Hoài muốn trao đổi và gửi gắm chúng ta điều gì? Đó chính là những con người mà họ sống ở trong cái xã hội thực dân miền núi đấy. Không phải họ đáng trách, không phải họ là một con rùa lùi lũi đâu. Đấy, mà họ cũng có những khao khát sống. Họ cũng có ước mơ của họ. Đấy là lý do mà tại sao cô Mỹ cô không sống cuộc đời của cô ấy đi. Đúng không ạ? Mà cô ấy lại chấp nhận quay trở về thống lý bá cha, nhà thống lý bá cha. Chúng ta phải hiểu họ, hiểu được cái thế giới bên trong của họ, hiểu cái nỗi lòng của họ, hiểu cái mong muốn của họ, hiểu cái khao khát của họ. Đúng không ạ? Đấy. Rồi các bạn để ý xem là trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn trong truyện ngắn Lão Hạc, các bạn để ý đi. Ông giáo đã nói về người vợ như thế nào? Bà vợ tôi là một người đánh đá. Đấy, đúng không ạ? Là bà vợ tôi là một người gọi là chanh chua, là một người ghê gớm, là một người ích kỷ lắm. Thì ông đã giải thích tại sao bà ấy ích kỷ, tại sao bà ấy đánh đá, tại sao bà ấy lại chanh chua. Đó chính là gì ạ? Là cũng do khổ quá, do nghèo quá, nên bà ấy mới như thế. Còn bản chất của bà ấy là rất hiền. Đúng không ạ? Thì đấy. Vậy thì chúng ta đã cố mới hiểu họ chưa? Chúng ta xâm nhập vào thế giới bên trong của họ chưa? Hay chúng ta mới chỉ nhìn cái bề ngoài để chúng ta vội vàng đánh giá? Thì đấy là cái mà nhà văn muốn trao đổi, muốn gửi gắm tới người đọc. Đôi khi chúng ta cứ coi những cái vấn đề trong cuộc sống xung quanh ấy, đó là những cái vấn đề không phải của mình. Đúng không ạ? Không phải là vấn đề của mình. Đấy, đó chính là tư tưởng nhá. Tư tưởng chính là sự lý giải của tác giả về chủ đề đã nêu. Và đó là nhận thức của tác giả muốn trao đổi, muốn gửi gắm tới người đọc. Và cái tiếp theo nữa mà chúng ta quan tâm, đó chính là cảm hứng nghệ thuật. Ok ạ? Đó chính là cảm hứng nghệ thuật nha các bạn nhé. Ok. Đó chính là cảm hứng nghệ thuật. Các bạn nhớ nhé, tư tưởng của tác phẩm là linh hồn của tác
Tư tưởng là linh hồn của tác phẩm nhá các bạn nhá. Bây giờ chúng ta đến cảm hứng nghệ thuật. Với khái niệm của cảm hứng nghệ thuật đó chính là gì? Cảm hứng nghệ thuật đó chính là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản. Những trạng thái tâm hồn, những cảm xúc để thể hiện đậm đà, nhuần nhuyễn trong tác phẩm. Ví dụ này, cho các bạn này. Ví dụ có nghĩa là tình cảm nhá. Nó là tình cảm chủ đạo. Nhớ, cảm hứng nghệ thuật chính là tình cảm chủ đạo. Những trạng thái cảm xúc được thể hiện một cách đậm đà, đậm đà, nhuần nhuyễn trong tác phẩm. Nó không phải là cái mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy, đúng không ạ? Nó phải là khi chúng ta thâm nhập vào tác phẩm, khi chúng ta hiểu được tư tưởng, hiểu được chủ đề, hiểu được đề tài mà tác giả viết, tác giả thể hiện, thì lúc đấy chúng ta mới hiểu được cái cảm hứng nghệ thuật ở đây là gì. Đã để ý cho các bạn này, chủ cảm hứng nghệ thuật chính là tình cảm chủ đạo. Nhớ là tình cảm chủ đạo nhé. Trong tác phẩm nó có cảm thương, trong tác phẩm nó có đau xót, trong tác phẩm nó có phê phán, thậm chí là phê phán một cách tàn nhẫn. Cô ví dụ cho bạn như này, cái cảm hứng nghệ thuật chủ đạo của văn học 30-45 ấy, đó chính là sự xót thương. Nó chính là sự xót thương. Đấy nhá. Và trong văn học hiện thực phê phán, cảm ứng chủ đạo của nó là phê phán. Nhưng mà văn học giai đoạn 45-75 ấy, thì cái cảm hứng chủ đạo của nó là ca ngợi. Mặc dù cũng viết về nỗi đau của người lao động, nhưng cái cảm hứng, cái tâm trạng đấy, cái cảm xúc nó là ca ngợi vẻ đẹp. Còn trước năm 1945, giai đoạn 30-45 ấy, cái cảm hứng nghệ thuật chủ đạo đây đó chính là thương xót cho những con người. Họ gì ạ? Họ gọi là đường cùng tuyệt lộ. Họ không còn một cái giải pháp nào cho cuộc đời của họ nữa, đúng không? Các bạn sẽ thấy rất rõ trong Chí Phèo, các bạn sẽ thấy rất rõ trong Lão Hà, các bạn sẽ thấy rất rõ trong Chị Dậu. Đối với một người đàn bà giỏi tính toán như thế đấy mà cũng cuối cùng phải bán con, bán chó, bán cả cái khúc ruột mình dặn ra để gì ạ? Để nộp sưu thuế đấy, thương xót cho những con người. Họ lam lũ, họ vất vả, nhưng họ vẫn bị đẩy đến đường cùng. Thương xót cho những người vốn dĩ hiền lành, nhưng cuối cùng cũng phải chết một cách đau đớn. Thương xót cho ông cụ, cho Lão Hạc đấy, già rồi, nhưng vẫn cố dành dụm để lại cho con, và chấp nhận chết tạ lỗi một con chó bằng cách chết như một con chó. Đúng không ạ? Đấy, vậy cái cảm hứng nghệ thuật là cái tình cảm chủ đạo, cái cảm xúc của nhà văn muốn dành cho nhân vật, và cũng có cái sự phê phán. Các bạn ví dụ như là trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao ấy, có nghĩa rằng là nhà văn thương xót cho những con người sống trong cái xã hội đấy, nhưng nhà văn phê phán cái gì biết không ạ? Phê phán một cách tàn nhẫn luôn, là con người ta vì hoàn cảnh mà tha hóa. Thương xót người ta tha hóa, thương xót người ta bị chà đạp, thương xót cho người ta sống trong cái xã hội thực dân nửa phong kiến. Nhưng người ta, nhà văn phê phán, nhà văn lên án con người ta là con người ta không giữ được mình trước cái hiện thực đấy. Rồi sau này trong cái chuyện ngắn gọi là cũng có nhiều cái chuyện ngắn khác mà nhà văn Nam Cao cũng thể hiện cái này. Rồi cái tình cảm chủ đạo, cái cảm xúc chủ đạo của Vũ Trọng Phụng khi viết Hạnh Phúc của Tăng Gia chính là lên án phê phán những con người kịch cỡm, những con người gọi là Tây Tăng lố lăng, đúng không ạ? Tây chẳng ra Tây, ta chẳng ra ta. Đấy chính là cái tình cảm chủ đạo của tác giả, đúng không ạ? Rồi cái tình cảm của nhà văn Nguyễn Minh Châu khi muốn thể hiện chiếc thuyền ngoài xa, các bạn sẽ thấy rất rõ. Đó chính là gì ạ? Đó chính là tình cảm. Tình cảm chủ đạo là nhắc nhở, đúng không ạ? Là một lời cảnh tình, là một lời cảnh báo cho người nghệ sĩ, đúng không? Đấy, cho người nghệ sĩ khi mà viết cái, khi mà thể hiện nghệ thuật, phản ánh nghệ thuật, đúng chưa ạ? Đó nhá, đấy là cái mà các bạn cần phải chú ý, nhớ cho cô như sau. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cảm hứng nghệ thuật là nội dung tình cảm chủ đạo, là tình cảm chủ đạo của văn bản, là những cái trạng thái tâm hồn, cảm xúc được thể hiện một cách đậm đà và nhuần nhuyễn. Đó, đúng không? Và vai trò của cảm hứng nghệ thuật
là biểu lộ tư tưởng tình cảm của tác giả đã nêu trong tác phẩm. Ví dụ như thế này. Ví dụ như thế này để cho bạn sẽ thấy nhé, để các bạn có thể hiểu hơn. Đó chính là khi viết về người lao động, các bạn sẽ thấy rằng là khi viết về người lao động và cái cảm xúc chủ đạo, rồi cảm xúc chủ đạo của sông Đà và sông Hương chính là cái sự tự hào của nhà văn về vẻ đẹp của quê hương đất nước. Ông phải tự hào, ông phải hăng hái, ông phải say mê thì ông mới có thể hiện những áng văn đẹp về quê hương đất nước như thế. Rồi chủ đạo, tình cảm chủ đạo của tác giả trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ và Vợ Nhặt, đó chính là ca ngợi vẻ đẹp của con người, đó chính là vẻ đẹp của sự vươn lên, vẻ đẹp của lòng ham sống, rồi vẻ đẹp của tinh thần gọi là làm chủ cuộc đời mình. Đó, rồi trong Vợ Nhặt đó chính là gì ạ? Đó chính là tình người, đó chính là sự bao dung, rồi cái sự đùm bọc cưu mang của những con người trong nạn đói, và qua đó tác giả tố cáo cái xã hội đó đã đẩy con người ta đến những cái bước đường cùng, đã đẩy con người ta đến những cái đau khổ như vậy. Thì đó chính là tình cảm, đó chính là cảm hứng nghệ thuật của tác giả trong được thể hiện trong tác phẩm của mình. Nhớ là được thể hiện một cách nhuần nhuyễn nhá, được chưa ạ? Đấy, thế nhớ nhá, đấy thể hiện một cách nhuần nhuyễn. Và cái tình cảm đó bạn nhớ rằng là nó đôi khi không phải là cái tình cảm chủ đạo, mà nó có thể là cái tình cảm gọi là được thể hiện gián tiếp và được thể hiện một cách nhỏ giọt trong tác phẩm thôi, chứ không đơn thuần là phụ thuộc vào chủ đề. Ví dụ viết về người lao động thì thường thường là các bạn thấy là cái xương xót, nếu bạn không tinh tế là bạn không hề nhìn ra. Sau này nếu như bạn có điều kiện ấy, các bạn hãy học đọc cái truyện ngắn Ở Hiền của nhà văn Nam Cao. Các bạn sẽ thấy rằng là cái nhân vật gọi là bà cái nhân vật gọi là bà Hiền ở trong đấy, các bạn sẽ thấy một điều như này này. Có thương xót. Đấy, bà ấy bị sao ạ? À, bà ấy bị gọi người ta thường gọi bà ấy là trong cái chuyện ngắn gọi là như nào nhỉ? Nói như nào để cho các bạn dễ hiểu nhỉ? Có nghĩa rằng là con người ta bị đối xử một cách bất công. Nhà văn thể hiện cái sự thương xót của mình cho nhân vật Hiền, cho nhân vật ở trong chuyện ngắn Ở Hiền ấy, là cái người ta bị đối xử một cách bất công. Đấy, nhưng mà cái cảm xúc chủ đạo của tác giả ấy, thì nó không hề là thương xót, mà nó chính là gì ạ? Lên án. Người ta hiền quá, người ta nhu nhược quá, thành ra người ta bị bất công. Đấy, có nghĩa là gì? Nghĩa là ông miêu tả, ông thể hiện một, ông thể hiện cái tình cảm của mình là ông lên án cái việc mà người ta nhu nhược. Ông lên án cái việc mà người ta dễ dàng đầu hàng trước số phận. Đấy, như Chí Phèo. Chí Phèo hoàn toàn có cơ hội để làm lại cuộc đời mình, và Chí hoàn toàn có thể viết các khi ông viết được, thể hiện Chí Phèo như thế. Ông muốn lên án là gì ạ? Người ta không giữ được mình trước hiện thực. Đấy, người ta không giữ được mình trước hiện thực. Nó có cái sự thương xót, nhưng cái phần lớn là lên án. Nhà văn còn lên án một cách gay gắt cái định kiến của xã hội về con người. Đấy là lên án đấy. Người ta thương xót cho con người trong hoàn cảnh đó, nhưng nhà văn cũng lên án con người, đúng không ạ? Người đẩy con người ta đến bước đường cùng, đẩy con người ta vào sự tàn nhẫn, đẩy con người ta vào một cái chết, đúng không ạ? Lời bà cô thị ấy, cũng chính là một cái định kiến xã hội để cho thị nở gọi là cự tuyệt với Chí Phèo, để Chí Phèo nó không còn nhen nhóm mình một cái cơ hội, hay còn nhen nhóm cho mình một con đường để quay trở về làm người lương thiện, đúng không? Đấy là nhà văn lên án các bạn, chứ không đơn thuần chỉ là thương xót. Thế là nhiều khi mà có những cái nhận định văn học ấy, và nếu như đây cũng chính là một cái mà giúp các bạn có thể bình sâu hơn với tác phẩm của mình khi bạn thi học sinh giỏi, là nhìn vào những cái mà cô vừa nói cho các bạn ấy. Nhìn vào cái đấy, đúng không? Viết về những cái mà cô vừa nói cho bạn ấy, thì chắc chắn là hầu hết các bạn là đều viết về cái tình nội dung của tác phẩm, cái tình cảm của tác giả đó chính là sự thương xót.
Nhưng mà mấy ai nhìn ra là gì ạ? Trong những tác phẩm đấy có sự lên án. Nhà văn lên án con người ta nhu nhược, người ta lên án con người ta dễ dàng tha hóa trước cái hiện thực, trước cái đời sống, trước cái hoàn cảnh. Người ta lấy hoàn cảnh để bao biện cho cái sự tha hóa của mình. Đấy chính là cái để giúp cho bài viết của bạn sâu sắc. Có rất là nhiều bạn khi mà nhắn tin hỏi cô là em ngày mai em sắp thi rồi, em sắp thi học sinh giỏi rồi, em phải làm nào để cho bài viết của em sâu sắc. Đấy, thì đã nói là bây giờ làm thế nào thì nó không chỉ là trong ngày 1, ngày 2, mà bạn phải nhìn nhận, bạn phải đọc, bạn phải chiêm nghiệm, bạn suy ngẫm. Nhưng đó cũng là một cái kỹ năng để xử lý. Hầu hết khi bạn viết về nội dung của tác phẩm hoặc là tư tưởng của tác giả trong tác phẩm, hầu hết các bạn toàn nói cái xuôi thôi. Bạn nhận ra những cái vấn đề mà ai cũng nhìn nhận được, nhưng mấy ai nhìn nhận ra cái mà cô vừa nói đâu. Có đúng không ạ? Thế nhá, rồi, nội dung buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở buổi sau. Cô sẽ hướng dẫn các bạn xem cái phần bên đây. Đó chính là hình thức thể loại. Hình thức của một tác phẩm bạn học gồm có thể loại, cấu, kết cấu và ngôn từ. Nhá, ok, bye bye.